Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị và các bạn về việc sửa rễ cái lục vừng này. Đối với anh em trên cây và làm cây ấy, có nhiều người chú trọng đến việc chỉnh sửa tán, chỉnh sửa tay, chỉnh sửa cành, nhưng mà lại không chú trọng vào sửa rễ. Thế nên là nhiều lúc mà chúng ta có cái cây đẹp nhưng mà cái phải rễ lại chưa được. Đó. Và cái cây mà tôi đang cho các bạn xem đây cũng vậy. Cây này tôi lâu nay tôi làm cái phần tay chân thì cũng tương đối được, nhưng mà bộ rễ thì chưa được. Và cụ thể hơn thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem qua cái phần tay cành. Sau đấy thì đến cái phần rễ thì mình nói lý do các bạn tại sao mà mình lại phải sửa cái này. Đây mời các bạn xem qua phần tay tán của nó này. Bây giờ mình sẽ nâng máy lên mình di chuyển cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy nó có tầng có lớp rồi đấy. Ở ngoài thì nhìn dễ hơn nhưng mà trong máy thì nhìn nó hơi khó. Đấy, đấy là phần tay tán, thế còn phần rễ thì sao? Các bạn thấy cái chỗ này, rễ thì nó không có tự nhiên. Ví dụ như một cái cây bình thường thì rễ nó phải tầm giống như bàn tay, nó xòe như thế này. Và nó hướng theo cái thế chân gà, nó hướng theo cái dạng chân gà đó các bạn. Còn nếu bạn nào mà văn hoa hơn thì gọi là chân móng rồng đấy. Cái này thì nó chưa đạt được cái điều đó, nên là bây giờ mình sẽ sửa. Thì vẫn theo cái cách quen thuộc thôi, tức là mình dùng cái móc này, mình sẽ cào ra. Cào ra sau đó thì mình xếp rễ lại. Còn cây này thì mình chưa cho ôm đá, bây giờ mình cứ sửa cái bộ rễ cho nó theo cái ý mình đã. Rồi ôm đá thì mình làm sau. Bây giờ mình sẽ cào rễ ra để mình làm. Và mình cũng nói cho các bạn luôn là tại sao mà mình lại để nhiều lá cây ở đây. Cái lá cây này thì sau này mình sẽ bỏ đất vào đây và làm phân bón cho cây này luôn các bạn ạ. Cái lá này nó rất là mềm và nó cũng đã đến cái thời kỳ nó sắp mục rồi. Đấy. Nhìn thì nó cũng không được đẹp lắm nhưng mà thôi mình cứ tận chấp nhận vậy để mình nuôi cây này đã. Rồi sau này khi nào mà mình làm bộ vệ xong thì mình sẽ làm đẹp. Còn bây giờ trước mắt thì mình cứ chăm cho nó khỏe cái đã. Bây giờ mình sẽ cào cái này ra. Và trong quá trình cào thì mình cần phải bảo vệ rễ. Cái nào mình cần bỏ, cái nào mình cần để thì mình sẽ làm cẩn thận. Và đối với những cái rễ vòng dài như thế này chắc chắn mình sẽ phải cắt rồi. Cách làm cũng đơn giản như các cái cây khác thôi các bạn. Mình cứ cào ra rồi sau đấy mình xếp lại rễ thôi. Trong quá trình cào thì mình cần phải cẩn thận cho nó đỡ bị đứt rễ. Bởi vì mình cần phải có những chỗ thì mình lấy dài, có chỗ mình lấy ngắn thì sau đó mình cắt sau. Bây giờ mình cứ cắt đại đến lúc mình cần thì có khi cái rễ đó mình đã cắt mất rồi. Thế nên là mình cứ từ từ. Đây, ví dụ như cái này cắt được rồi nè. Cái này nó vòng khá dài. Thì mình có lấy đến đây thì cũng tầm đến đây thôi. Mình sẽ cắt đi. Mình sẽ đưa nó ra như thế này. Đấy, đưa ra đây thì là nó có thể là hơi dài, mình sẽ cắt bớt tiếp. Bây giờ mình sẽ cào dần ra. Các bạn thấy cái số rễ này rất nhiều các bạn ạ. Số rễ này nó nhiều, nó chồng chéo nên là bây giờ mình phải gỡ hết cái số này ra. Mình phải gỡ ra để mình sắp xếp lại. Mới nhìn như thế này thôi nhưng mà khi mà mình đào ra mình thấy là rễ nó rất là nhiều. Thì khi gặp trường hợp như thế này thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn cứ lôi dần dần ra thôi. Mình sẽ gỡ dần ra. Quá trình lấy đất ra nó rất là lâu các bạn ạ. Và nó rất nhiều rễ nên là mình đã dùng máy rửa xe mình xịt đất. Sau đấy thì mình tiếp tục mình lựa các cái rễ này để mình sắp xếp lại. Đây, ví dụ như chỗ này thì cũng đã lựa được một ít rồi. Đây các bạn này, chỗ này đã lựa được một ít rồi. Và tiếp tục mình sẽ lựa tiếp các cái phần khác để mình chuyển cho rễ nó theo như thế này. Thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó vừa mát hơn. Còn các cái chỗ mà nó rối như thế này thì mình buộc phải lựa bớt đi thôi.
Đấy, còn cái rễ trên cao này thì mình đang xem xét xem có nên bỏ đi không. Cái rễ này thì nó hơi vướng. Mình cắt rồi mình kéo rễ ra như thế này các bạn này. Mình kéo mình bó như thế này, mình làm dần. Khi nào mà mình làm xong hết xung quanh thì bắt đầu mình mới xếp cái số rễ này. Đây các bạn xem gần đây. Đấy. Thì mình đưa ra này, sau đấy thì mình xếp. Đấy, sau đấy mình xếp xếp cho nó xuôi theo kiểu mái tóc đó các bạn. Đấy, đây mình đang làm dần và bây giờ đến đây. Sau khi mình cắt xong thì mình cần buộc lại như thế này để cho nó gọn gàng này các bạn ạ, theo từng chùm. Mình lấy đất này ra, sau đấy thì mình sẽ đưa đất vào cái gầm này để mình xếp rễ. Bây giờ mình mở cái này ra. Rất nhiều rễ. Và mình có thể lựa bớt đi các bạn. Khi mà nhiều quá thì mình có thể lựa bớt đi. Đây mình đưa cho các bạn xem cái phần mà mình đã lựa rồi đây. Đây các bạn này. Mình sẽ lựa các cái rễ nhỏ đi và mình để lại các cái rễ lớn để sau này mình xếp cho nó đẹp. Đây nữa các bạn này. Tức là mình không để tất cả lại mà mình sẽ lựa bớt đi. Bây giờ mình quay lại cái chỗ lúc nãy để mình lựa. Tiếp theo mình sẽ lựa chỗ này. Tức là mình lựa bớt các cái rễ không cần thiết đi. Ví dụ như nó dày quá như thế này thì khi mình trồng lại thì nó cũng rất là dày. Nó không có độ thông thoáng. Nên là mình lựa đây cũng giống như lựa cành đó các bạn. Ví dụ cành mà nhiều này không được thì rễ nó cũng vậy thôi. Rễ ngược lại thì ăn không đất, còn cành thì nó ăn lên trời. Sau khi tỉa rễ xong thì chúng ta đưa đất vào các bạn ạ. Mình ép cái cây như thế này và đưa đất vào đây. Đưa đất vào trong gầm. Đưa đất vào thì chúng ta nên dùng tay chúng ta ấn cho nó chặt vào. Bởi vì mình mà không ấn chặt vào thì đến khi mình tưới nước nó sụt xuống thì cái vị trí rễ nó sẽ không còn nguyên vẹn cái vị trí mình cần nữa. Mình ấn chặt chỗ này các bạn ạ. Ấn chặt đất bên dưới này để cho cái rễ này nó nằm trên, nó không bị xuống khi mà mình tưới nước. Nếu mình không làm chặt thì khi tưới nước cái này nó chìm xuống. Và mình làm với tất cả xung quanh luôn các bạn ạ. Sau khi mình ép đất vào bên dưới gầm của cái rễ này các bạn này, thì bắt đầu mình dùng dây này, dùng que mình sắp xếp lại rễ như thế này. Đây, ban đầu thì nó sẽ như thế này thôi, các bạn thấy nó hơi ngắn. Nhưng mà từ đây sau này nó phân nhánh ra đây. Đây, nó phân nhánh ra những cái chỗ như thế này. Phần nhánh thì sau này tôi sẽ nhiều vào các cái rễ này, sau này khi lớn lên thì mình sẽ tiếp tục mình sửa. Bây giờ thì nó vẫn hơi dày. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xung quanh một vòng. Và sau khi xong rồi thì mình phủ đất lên các bạn ạ. Đây các bạn có thể dùng các cái que găm như thế này. Mình găm rồi mình buộc lại như thế này. Đấy, còn các cái đầu này thì mình cho rễ nó ra dạng chân gà đấy các bạn. Đấy, còn chỗ này thì nó vẫn hơi nhiều nhưng mà mình hiện tại là mình chưa cắt. Mình sẽ đến một thời gian nó xem là cái nào mà mình ưng thì mình đến lại. Ví dụ cái này mình có thể đến lại, cái nhỏ nó có thể cắt này. Đấy, cái bên trong này thì nó uốn thế này cũng khá là ấn tượng. Thì có thể sau này mình sẽ cắt cái rễ to này. Thì trước mắt thì mình cứ vùi đất lại đã, mình nuôi. Hay là những cái chỗ này hai rễ thì sau này có thể mình cắt được một cái nữa. Bây giờ mình sẽ phủ đất lại thôi. Mời các bạn xem cái lượng rễ mình cắt bỏ đấy các bạn này. Đấy, khá nhiều. Cái này sau khi trồng xong thì mình sẽ dọn dẹp. Bây giờ thì mình lấy đất mình phủ rễ lại. Cây này thì mình bây giờ mình chưa cho ôm đá các bạn ạ. Bây giờ mình trồng đất để cho nó khỏe. Để tăng cái độ dài của bộ rễ. Ví dụ bộ rễ tôi dài thêm đến đây. Thì sau này mình cho ôm đá sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ hai là cái bộ rễ bây giờ nó cụt như thế này thì mình phải nuôi lại cái đã. Bây giờ mình cứ bồi kín rồi sau này mình tưới nước hoặc là mưa thì nó sẽ lộ ra sau. Bây giờ mình đừng có dại gì mà cho nó lộ ra thì nó sẽ bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và nó có thể bị khô, bị chết các bạn ạ. Cuối cùng là mình tưới nước các bạn ạ. Và các bạn thắc mắc là tại sao mình lại trồng cao này. Trồng cao này thì sau này khi đất nó sụt xuống có 5 phân nữa là vừa các bạn ạ. Và sau khi xong thì mời các bạn xem qua một lần. Cái phần bên này thì mình để mình tưới nước các bạn ạ.
Đây, tầng 8 đây. Đấy. Và như thế này là xong. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về quá trình sửa rễ cái lục vườn này. Và các bạn có thể áp dụng cách này để sửa rễ những cái cây mà nó trong cái tình trạng giống như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.